buổi họp đã thành công rực rỡ. Bây giờ lại dẫn ra đấy à? Con gái chúng cha thì sao? Giàu ba đụi. Giàu ba đụi à? Dài giống mẹ lụi cặp xương. Ủa? Lại giống mẹ. Thế là không biết là bà giàu hay giàu. Thì hôm nay muốn chia sẻ với các anh em một địa điểm chụp ảnh mà hội chụp ảnh cũng sẽ chụp ảnh ở đấy để mọi người có thể tham khảo thêm, chụp với áo dài nhé. Ở chỗ này chụp rất là đẹp, rất là cổ kính, chụp áo dài rất là hợp luôn, mà cũng ngay gần trung tâm thành phố thôi. Đây là bắt đầu là khu phố Lý Thường Kiệt này. Hôm nay hội anh em nhiếp ảnh Hải Phòng sẽ chia sẻ chụp ảnh ở đây, chụp ảnh áo dài ở cái khu vực này. Video này thì ngoài việc mình chia sẻ về hội anh em nhiếp ảnh trẻ của Hải Phòng đang họp hội cuối tuần chụp ở khu Lý Thường Kiệt này, thì mình còn sẽ chia sẻ cả một cái tuyến đường, cả cái khu Lý Thường Kiệt từ vòng từ đầu cầu Lạc Long đến chỗ chợ sắt và vòng về khu phía ngoài bờ sông để mọi người có thể tham khảo được. Vừa là mục đích là anh em hội nhiếp ảnh cũng chụp ở đây để mọi người tham khảo, và hai mục đích nữa là ai muốn chụp ảnh ở đây thì cũng có thể tham khảo được. Và nhiều người xa quê, xa cái nơi này thấy một cái kỷ niệm thì có thể tham khảo hoặc cả xem lại những kỷ niệm về những ngôi nhà xung quanh nhà mình. Thì đây là hội anh em nhiếp ảnh thì cũng đóng đô ở ngay cái khu Lý Thường Kiệt này thôi, ngay gần chỗ Nán Ông. Hôm nay mấy chị em đến chuẩn bị áo dài ở cái trên chỗ phòng hội này. Trên phòng hội này thì mọi người cũng có thể chụp ảnh được, tại phòng hội này cũng trang trí để anh em có thể là đến đây tác nghiệp chụp để nâng cao tay nghề tham gia vào đây. Thì thực ra thì mình nói ở đây thì anh em không phải là đóng phí đóng phiệt gì đâu nhé, chỉ gọi là tham gia để anh em có thể là chia sẻ kinh nghiệm cho nhau, tham gia một cái hội trẻ nhiếp ảnh trẻ của Hải Phòng để trao dồi kinh nghiệm. Thì cũng không phải marketing gì quá gì cho hội, nhưng mà đây chỉ là một chia sẻ nhỏ. Thì tại vì thực ra là anh em mình thì cũng cứ cuối tuần là cũng đi khắp nơi ở Hải Phòng để chụp ảnh, chụp những cảnh đẹp, những chân dung hoặc là những cảnh đẹp để mà chia sẻ lên cộng đồng ở Hải Phòng để có thể mọi người biết được. Thì đây là một cái khu tập thể, nó cũng rất là cổ kính. Thực ra thì các ngôi nhà ở chỗ Lý Thường Kiệt thì mấy khu tập thể thì nó cũng vẫn là cổ kính từ trước đến nay. Nó là một nguồn cảm hứng của rất nhiều nhiếp ảnh dọc cái con đường Lý Thường Kiệt đấy, kể cả mặc dù là chợ hay là những cái khu bán hàng, nó cũng tạo lên một cái cảnh sắc riêng, giống như kể cả cái khu tập thể này. Các bạn nhìn này, nếu các bạn chụp ở đây cũng rất là đẹp luôn. Đấy, thì mọi người cũng đang tập trung ở đây để chia ra. Thì hôm nay cũng đến rất là nhiều chị em đến đây đã mặc áo dài, và anh em cũng chia nhóm ra. Thì mình cũng chỉ gọi là amateur, cầm cái điện thoại đi quay đi chụp thôi, chứ cũng không phải có một cái máy ảnh xịn nào như anh em ở trong đây, nhưng mà được anh em gọi là cũng quý mến để cho đi theo để học hỏi. Thì mình cũng chỉ chụp bằng điện thoại thôi, chứ cũng không phải là chụp bằng máy ảnh. Thực ra nếu mà các bạn có một cái máy ảnh chụp thì nó cũng rất là đẹp, nhưng mà mỗi người có một điều kiện khác nhau, không nhất thiết các bạn phải có một cái máy ảnh xịn, các bạn chỉ cần có một cái máy ảnh bình thường cũng được thôi. Hoặc cầm một cái điện thoại đôi khi đi chụp để học hỏi thôi, để học hỏi trước, sau rồi thì chúng mình lại mua một cái máy ảnh để chụp nó đẹp hơn. Thì đây là cái khu ngõ 61 ở chỗ Lý Thường Kiệt. Cái ngõ này thì rất nhiều người đến chụp ở đây, và đặc biệt là cái đoạn đường Lý Thường Kiệt ngay chỗ gần chỗ cầu Lạc Long đến chợ đổ ấy thì mọi người chụp rất là nhiều, kể cả phía ngoài bờ sông hắt từ chợ đổ về chỗ cầu Lăng là mọi người chụp rất là nhiều luôn. Thì cái trong dãy nhà này thì nó vẫn mang một chút nét riêng cổ kính từ trước. Bạn mình bảo ở từ hồi năm 81 đến nay thì cái cầu thang kia nó vẫn y nguyên như thế luôn, mà chụp cái cầu thang này rất là đẹp luôn, nó cổ cổ, nó
nó rêu phong, rồi nó cảm giác nó rất là hợp với áo dài hoặc là những bộ truyền thống để mọi người có thể chụp ở đây. Đôi khi cũng không nhất thiết phải là một cái bộ truyền thống đâu, đôi khi bạn chỉ là chụp một cái bức ảnh nào đó nó mang nét trẻ trung cũng được, thì cái khu dãy, khu tập thể này nó cũng rất dễ cho các bạn thăng nghiệp ở đây. Thì không phải là mỗi cái chỗ khu tập thể này là một cái địa chỉ chụp ảnh quá là lý tưởng, mà là dọc cái khu Lý Thường Kiệt này luôn. Đấy, dọc cái khu Lý Thường Kiệt này, anh em thì cũng đi dọc đây để tìm những cái view, những cảnh đẹp để anh em ở đây để tìm những view, những cảnh đẹp để chụp, để những cái tòa nhà rất là rêu phong cổ kính, những khu chợ đấy, những cái ô, lán ô và dọc cái con phố này các bạn có thể sáng tác rất là nhiều luôn, rất là nhiều. Và đây là những cái bức ảnh mình chụp bằng điện thoại luôn, mình chụp hết từ bờ sông bên này sang bờ sông bên khu kia của đường Tam Bạc, nó rất là đẹp, những cái tòa nhà cổ. Thì anh em cũng đang tác nghiệp ở dọc cái khu bờ sông Tam Bạc, cái khu phía ngoài này có những ngôi nhà và ánh nắng chiều của buổi chiều nó hắt sang cái dãy đường Tam Bạc để anh em có thể tác nghiệp rất là tuyệt vời. Nếu bạn có một cái máy ảnh xịn như cái anh áo kẻ này ấy, thì các bạn có thể chụp được những cái hắt nắng hoặc là ngược nắng rất là mộng mơ, rất là tuyệt vời. Thì mình cũng lon ton ở đây thôi, thì để chụp dùng cái điện thoại đều để chụp một vài bức ảnh của cái ngôi nhà, thì mình đã dùng một cái góc rộng để mình có thể chụp được một cái góc không gian rất là rộng để chụp những cái tòa nhà tập thể. Nó rất là, thực sự mình không biết nói gì nhưng mà nó rất là đẹp, trong cái mình cảm nhận nó rất là đẹp luôn đấy. Mình, các bạn có thể nhìn dọc cái khu bờ sông Tam Bạc này để nhìn rõ hơn. Ánh chiều đây là ngược nắng nhé, ngược nắng mình có chỉnh một chút thì nó tạo lên cái ánh nắng hắt từ đằng kia lại, chụp rất là đẹp. Còn vào buổi tối thì bạn có thể xem những cái video vào buổi tối hoặc là tầm chiều muộn để các bạn có thể tác nghiệp cùng với khu tập thể ở cái chỗ chợ đồ đó. Còn bây giờ thì chúng ta hãy xem tổng thể cả con đường Lý Thường Kiệt, cái khu Lý Thường Kiệt này để các bạn có thể theo dõi, và cả về khu phía ngoài bờ sông mình cũng chia sẻ cho các bạn để các bạn có thể tham khảo nhiều hơn nhé. Hôm nay mình chia sẻ cho các bạn một chút về phố Lý Thường Kiệt. Ngay chân cầu Lạc Long. Đấy. Số ngã ba Phạm Bá Trực vẫn tòa nhà tập thể rất là cổ kính. Đoạn này thì vẫn đầy đủ một loạt các cửa hàng về làm bạt đệm rất nhiều, bạt đệm đồ nội thất. Chỗ ngã tư Trần Quang Khải này, cái quán bánh mì trứng này bao nhiêu năm rồi, bé mình đã chỉ cho mình đã hay ăn bánh với trứng này đấy ạ. Đoạn này thì bây giờ là rất nhiều và các đại lý về nước ngọt, bia rượu. Thực ra là Lý Thường Kiệt là một khu phố trước người Hoa sống rất nhiều ở đây, tại vì nó sát ngay chỗ bờ sông Tam Bạc, chỉ cách một dãy nhà thôi. Đây chỗ Kỳ Đồng vẫn còn rất nhiều ngôi nhà cổ kính, tức là thực ra nó giống như khu bên chỗ Hạ Lý của mình ấy, là cái nhà hai tầng ấy vẫn giữ lại một số. Khu này mình nghe nói hồi xưa là một loạt
bán đồ vải vóc rất là nổi tiếng ở Hải Phòng, là nơi buôn bán rất là tấp nập luôn. Mình xem một số cái ảnh cũ của nó ở đâu khu tập thể kìa, chỗ Lạn Ông. Chỗ đoạn này thì chợ hoa quả. Đoạn này là gần chợ đổ rồi, chuyên chợ vải, chuyên về vải ốc, quần áo, thời trang và một số các đồ dùng hàng ngày, ví dụ như bạn có chỗ bán đồ nhựa này, quanh quanh khu chợ đổ này rất nhiều thứ. Đây là đoạn trong Lý Thường Kiệt, mình sẽ chia sẻ phía sau. Mình đã có một cái cảnh quay về cái khu chợ đổ này rồi, các bạn có thể tham khảo. Bây giờ mình làm chi tiết hơn về cái khu đường Lý Thường Kiệt. Mình sẽ vào trong chợ ở đây một chút rồi mình sẽ ra nói tiếp với các bạn nhé. Đây, chỗ cổng từ phía bờ sông đi vào đây. Chỗ này bán đồ khô. Đây thì đi xuyên ra chỗ đây, đi xuyên ra chỗ bờ hồ Tam Bạc đằng kia kìa, thì mình sẽ quay lại đi tiếp đường Lý Thường Kiệt cho các bạn nhé. Đây chỗ Tham Đội Châu, đây là chỗ cổng chợ Tam Bạc này, phía ngoài rất là nhiều. Đấy, nó cổng chợ Tam Bạc đấy. Thì thực ra thì mình quay lại cái video này vì một số bạn muốn xem chi tiết hơn cái khu đường Lý Thường Kiệt này, cái nơi mà rất nhiều người ở đây ở xa và muốn, cho nên là mình muốn quay lại chi tiết nhiều hơn. Rất còn rất nhiều các khu tập thể chỗ này. Việt Nam mình có đặc điểm là làm cái lồng sắt đua ra ngoài một chút, gọi là cũng có một chút không gian. Mà lắm lúc mà làm lồng sắt này phải làm thêm cái cửa, chứ không lắm lúc mà xảy ra cái gì rất là phức tạp, không thoát ra được thì chết dở. Đây là chỗ 326 Lý Thường Kiệt đấy. Ở đây thì quanh quanh chợ đổ thì đầy đủ các mặt loại mặt hàng để các bạn có thể tham khảo. Chỗ kỳ con này. Đấy. Từ đồ gia dụng, quần áo, thời trang, tất cả các thứ, rau cỏ, thịt cá, chợ thiết đều có hết. 366 Lý Thường Kiệt. Đây là hết Lý Thường Kiệt rồi này. Thì thực ra tiện Lý Thường Kiệt ở đây thì bao giờ nó cũng liền với cả phía ngoài bờ sông, cho nên là mình muốn chia sẻ luôn với các bạn cái khu phía bên ngoài bờ sông. Đấy. Tôn Đản, chỗ đoạn này bị chéo chéo vào cái phố Tôn Đản.
Tôn Đản thì nó vẫn một phần chỗ chợ sắt, nó tại vì nó sát cái khu chợ sắt mà, cho nên là bán đồ kim khí với cả máy móc với cả sắt thép rất là nhiều. Thẳng phía trước là chợ rồi, chợ này xuyên ra chỗ cổng cổng chợ Tam Bạc đấy. Vẫn như thế, vẫn bán đầy đủ các món. Mình sẽ đi ra phía ngoài chỗ bờ sông từ chỗ đường Tí Con này thì muốn chia sẻ thêm cho các bạn một chút được chỗ bờ sông Tam Bạc. Đấy, bên kia là rất nhiều nhà xây. Đây, mình sẽ quành một đoạn để cho các bạn nhìn hình dung từ đây lên chỗ chợ sắt. Đấy, đầu kia là chợ sắt kìa, một đoạn thôi. Rất nhiều nhà xây dựng. Đây, chỗ này là 46 Tam Bạc, gần chợ sắt rồi. Đấy. Thì bạn nào lần đầu tiên xem kênh Tôi Yêu Hải Phòng thì nhớ đừng quên nhấn đăng ký, nhấn chuông để theo dõi những video mới nhất từ Tôi Yêu Hải Phòng nhé. Mình thì muốn chia sẻ một chút về cái khu chợ Tam Bạc, Lý Thường Kiệt và chỗ bờ sông Tam Bạc để các bạn có thể tham khảo thêm, để các bạn có thể tham khảo thêm. Đây, cái chỗ này như bảo sắp thuê rồi, cái đầu mỏm chỗ phía chỗ gần chợ Tam Bạc. Đây, khu tập thể, chỗ khu tập thể này rất nhiều người chụp ảnh ở đây thì nó rất là đẹp và nó có một cái chỗ thoáng đứng rất là đẹp luôn. Đấy, hay ra đây chụp ảnh. Chụp ảnh ở chợ Tam Bạc là một điều rất là thú vị. Nếu các bạn biết cách chụp, mình hôm nào cũng dẫn người yêu ra đây chụp. Đấy. Đây là phía chỗ ngoài chỗ đường Tam Bạc, Lý Thường Kiệt. Bên kia thì xây dựng rất là nhiều rồi. Bên kia xây dựng rất là nhiều luôn. Đây cổng chợ Tam Bạc. Cổng chợ Tam Bạc. Bây giờ phía ngoài chỗ đường Tam Bạc này thì rất nhiều hàng quán người ta mở ra. Thì đây là khu phố đi bộ. Thực ra thì mọi người cũng đã đi bộ ở bên phía bên này rồi, tại vì bên này thì nhà cửa vẫn không phải sửa chữa mấy, sửa chữa một ít thôi. Còn bên kia Thế Lữ thì họ đang sửa chữa nhà. Mình đã có một cái video về cái bên Thế Lữ đấy rồi, khu Hạ Lý rồi. Bây giờ mình chia sẻ thêm một cái video về khu Lý Thường Kiệt và Tam Bạc này, tại vì nó cùng một cái khu phố đi bộ để các bạn tham khảo thêm. Giờ rất nhiều hàng quán ở đây đã mọc lên để buổi tối, thường là buổi tối thì nó mới đông, chứ ban ngày nó bị nắng quá. Nếu các bạn nào chụp ảnh thì nắng thì nó đang hắt về phía bên chuẩn bị, nó đang đổ chiều, bây giờ tầm gần trưa rồi, 10 giờ rồi thì nó cũng sang chéo vào bên kia, bên chỗ chỗ Thế Lữ. Còn bên này thì bắt đầu dâm mát một phần, hàm chiều thì bên này bắt đầu mới nắng, sáng bên kia dâm, chiều bên này rất là nắng. Quá đẹp luôn. Thôi anh em chụp ảnh. Quá đẹp.
đó. Buổi tối thì ở cái đường sông Tam Bạc này thì là một chỗ mọi người tụ tập vui chơi, nghe nhạc, uống nước, cà phê. Còn ban ngày thì là một cái địa điểm đến của anh em chụp ảnh rất là tuyệt vời luôn. Tại vì ở đây nó có cái ánh nắng vào buổi chiều ánh nắng nó hắt sang bên phía dãy nhà bên chỗ Tam Bạc này. Còn bên chỗ bên kia Thế Lữ kia thì nó lại bị tối. Anh em buổi chiều ở đây chụp ảnh rất là nhiều, đặc biệt là cái khu chỗ chợ. Đặc biệt là chỗ chợ Trần Quang Khải ấy, à chợ Tam Bạc ấy. Đây là một điểm cà phê rất là ngon luôn. Bạn nào lần đầu tiên xem kênh Tôi Yêu Hải Phòng thì nhớ đừng quên nhấn đăng ký, nhấn chuông để theo dõi những video mới nhất từ Tôi Yêu Hải Phòng nhé. Cảm ơn các bạn đã xem video. Mình sẽ cố gắng chia sẻ rất nhiều hình ảnh đẹp về thành phố Hải Phòng. Bây giờ mình về thôi, đến chỗ cầu Lạc Long rồi. Đấy. Một buổi chiều chủ nhật cuối tuần rất là tuyệt vời luôn.